Ok, xin chào anh em, rất vui vì được lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, sau một tuần cái bộ 6 cá là mưa làm gió ở trong rank, tất cả các thể loại rank. Đấy thì cho tới cái thời điểm hiện tại, tôi nghĩ là cái bộ 6 cá nó bớt hot rồi đấy anh em ạ. Bởi vì căn bản là cái tuần đầu tiên và tuần thứ hai ấy, có rất nhiều người chơi cái bộ 6 cá. Và trong cái quá trình chơi ấy, thì họ sẽ gặp những cái lineup mà không đánh được. Đấy, thế là cuối cùng là ra cái bộ counter thôi. Thì ở cái thời điểm hiện tại ấy, thì có bộ Hunter nó trồi lên. Đấy, counter là bộ 6 cá nhờ cái khả năng là đánh từ xa, đấy, bắn từ xa. Đấy, bộ 6 cá thì cần là phải tiếp cận, áp sát thì mới có thể gây được nhiều đam. Thì cái bộ Hunter nó có cái khả năng khống chế và nó có cái khả năng là đứng từ xa và bắn. Đấy, tách đội hình khiến cho cái bộ 6 cá nó không phát huy được tối đa sức mạnh của nó. Kèm theo đấy là cái khả năng vượt trội của con Siren khi mà được bắp. Chính vì thế tôi nghĩ là cái meta sẽ dịch chuyển sang meta Hunter đấy anh em ạ. Đấy. Và một cái dấu hiệu nữa nhá, để mà nhận biết được là meta Hunter là sắp tới, đấy chính là việc là có một cái skin mới rất đẹp. Anh em có để ý mà xem. Đấy. Có một cái skin của Wing Ranger sắp được phát hành. Và tôi nghĩ là cái meta tiếp theo nó sẽ là Hunter đấy. Nó cũng phải thôi, bởi vì là Hunter ấy, tôi nghĩ là một thời gian dài Hunter nó không có cái chỗ đứng của nó. Chính vì thế nhân cái dịp là Hunter nó quay trở lại, đấy, nó lấy lại cái vị thế của nó, thì tôi quyết định sẽ chơi Hunter kết hợp với các thể loại anh em nhá, trong cái dịp sắp tới. Đấy, để coi như là phô bày cái sức mạnh của cái bộ Hunter trong cái meta mới rất khỏe. Rồi, cái này random thôi anh em ạ. Slot cuối không lấy được cái gì cả. Ok, chúng ta sẽ cách hai tia trước này. Chỗ này không có búa set nhưng mà tôi vẫn sẽ chơi Hunter. Rồi. Đầu game nhẹ nhàng này có con thỏ 2 đã là được rồi. Cơ sở đánh chuỗi thắng ấy. 2 sao sớm ở trong bộ Hunter rất khỏe. Từ từ đã. Thế sao cái phím tắt này của tôi nó lại bị reset lại ấy nhỉ? Tôi chỉnh lại một chút đã. Lâu lâu lại bị cái này chứ. Mặc dù tôi chỉnh từ rất lâu rồi. Cái này tôi có update, có xóa game gì đâu, nhưng mà nó cứ bị cái này thôi. Greater ra sớm nhưng mà ở đây có một cái con Evil Clay thì có chơi nhỉ. Greater. Thôi bán con Dominator đi anh em ạ, up cấp. 2 bit kẹp Exit đầu game rất là khỏe. Thực ra cái bọn Ego Seed đầu game là nó khỏe đấy anh em ạ. Bọn Ego Seed đầu game ấy là nó có cái hưởng cái hiệu ứng trừ 4 giáp đầu game. Mà đầu game thì chưa có những cái đội hình mà giáp to đấy, giáp là toàn là trừ về không thôi. Đây là cái lượng đam gây ra nó rất lớn. Kể cả là gặp cái thằng Goblin được bắp giáp này, nó bắn rất thấm luôn. Thậm chí nhiều khi nhá, cái bộ mà 4 Aegis Seed mà kích hoạt sớm ấy, lượng đam nó gây ra là có khi là còn nhiều hơn Hunter cơ. Đây rồi, 3 Hunter rồi. Đấy. 3 Hunter thì Aegis Seed thôi anh em. Beat thì tạm thời bỏ ra ngoài đã, bao giờ ra được cái con dài cá cho vào. Có dài cá ấy, kết hợp 2 beat nó chỉ cần up lên 6 kết hợp được. Để ở 5 cũng được, nhưng mà phải có dài cá. Bộ Hunter tương đối dễ chơi và thường là hay đánh chuỗi thắng ở giai đoạn đầu game. Đấy, anh em ơi, nhìn này, chồng cao. Thằng lạ có tên Sulami luôn. Căng thẳng đấy. Dạo này meta mà. Meta. Nhưng mà còn vẫn có những cái người pick Clay và pick bom này chắc chơi Goblin à. Rồi. Để xem đã. Thực ra cái bảng đấy cũng chỉ là coi như là nhận định đầu game phần nào thôi anh em ạ. Họ có thể chuyển mà, họ tí nữa họ có thể bỏ ra nên là chúng ta cũng không biết được chơi gì đâu. Phải để cái giai đoạn giữa game ấy, đội hình nó kiểu nó form được, chúng ta mới có thể là chắc chắn là đối thủ chơi gì. Còn cái tầm này cũng chỉ đoán thôi, chưa chắc là đã là Goblin đâu anh em ạ. Bom biển các thứ vớ vẩn là Aegis. Trứng này ra hơi sớm. Trứng này nói chung là tôi cũng không cần lắm. Giai đoạn đầu này tôi không đập trứng nhau mấy cái con bây giờ ấy. Aegis
Ranger tôi không đập trứng đâu anh em. Cái tầm này nhá, tôi toàn là để trứng, nếu mà có trứng ấy là tôi giữ, tôi đập cho Seven thôi anh em ạ. Chứ còn bây giờ Exorcist Ranger tôi cũng không làm cỏ rồi. Siren bây giờ mạnh rồi. Bây giờ co Siren 4 đô đánh rất ổn định luôn. Vừa có khống chế, vừa có đam, vừa có đam clear nữa. Trước đây cái bộ Hunter ấy, nó cần phải có cái ba tia. Đấy, để nó kết hợp với cả cái búa set, rồi cái hút máu trừ giáp, rồi cái cướp điên. Nhưng mà bây giờ thì cái ba tia ấy nó sẽ không cần nếu mà anh em dồn đồ cho con Medu. Dồn đồ cho Siren thì cái ba tia là cái lựa chọn cuối anh em ạ. Nó là cái lựa chọn cuối, nhưng mà tôi không có đồ tôi mới phải chọn thôi. Để tôi đánh chuỗi thắng đầu game. Chứ còn bình thường là ví dụ như là búa set là sẽ là đầu tiên luôn. Sau đó ấy, là sẽ đến là cái gì? Là phải là cái cướp điên anh em ạ. Cướp điên cho nó khỏe, bắn cho nó crit. 4 tia nhá, 4 tia ra có cái khả năng crit ở trên cái 4 tia của cái con Medu nó rất khỏe. Đấy. Khả năng mà để crit được ấy, nó sẽ biến thành con co mạnh nếu mà nó có cái khả năng crit. Nhưng mà nếu mà không có thì phải chấp nhận thôi. Không có đồ mà muốn đánh chuỗi thắng đầu game thì phải chấp nhận. Chơi Hunter thì lúc nào cũng hướng đến là cái việc là đánh chuỗi thắng đầu game. Chứ còn không ai muốn là chơi Hunter xong phải Echo cả anh em ạ. Mà trong cái khoảng thời gian cái meta của bọn mid ấy, nó mạnh ấy, là bọn Hunter này cũng không ai chơi. Đấy. Thế trong cái khoảng thời gian đấy chơi Hunter thì nếu mà ai đấy chơi Hunter ấy thì họ cũng sẽ phải là đánh chuỗi thắng đầu game thôi. Đấy, bây giờ cũng thế. Nhưng mà những cái meta trước ấy, khi mà Hunter nó bị xuống hố ấy, thì cái bọn Hunter này nó có một cái nó rất là hay, đấy là đầu game vẫn có thể đánh chuỗi thắng nếu mà có cái búa set, và chơi Hunter đánh chuỗi thắng sau đó chuyển dần sang Exorcist này, hoặc là 9 Feather, hoặc là nhiều những cái lineup khác. Đấy, có rất nhiều lineup mà chuyển từ Hunter sang được, kể cả là Insectoid siêu lết ở giai đoạn cuối game. Thì rõ ràng là cái bộ Hunter này, mặc dù là những cái meta trước ấy nó bị xuống hố ở giai đoạn late game, nhưng mà nó vẫn có chỗ đứng của nó, vẫn có người sẽ chơi, sẽ chọn đi đầu game. Đấy, nhưng mà đến cuối game ấy thì họ sẽ chuyển, họ sẽ không có giữ cái bộ Hunter nữa. Suốt một khoảng thời gian dài là bộ Hunter ấy gần như là nó bị rơi vào quên lãng, không ai nhớ đến cái bộ đấy cả. Ngay cả bản thân tôi nhá, ở trong cái những cái content của tôi ấy là cũng không có cái bộ Hunter. Mặc dù đây là một cái bộ mà tôi rất thích chơi, và phải nói là thích nhất luôn ấy. Anh em cũng biết đúng không? Anh em cũng biết cái điều đấy. Và suốt khoảng thời gian dài tôi không được chơi. Suốt một thời gian dài rồi anh em ạ, không ai chơi Hunter. Khi mà cái đợt mà update thay đổi cái bộ 6 Hunter ấy, nó giảm sức mạnh đi ấy, là cái hồi đấy là không ai chơi Hunter nữa. Anh em có nhận ra điều đấy không? Cái bộ 6 Hunter gần như là mất hút. Cái bộ 9 Hunter thì còn có người chơi nha, nhưng mà bộ 6 Hunter thì không ai chơi cả. Đó là một cái khoảng thời gian khá là dài rồi đấy anh em. Tôi nghĩ là cũng phải một mùa ấy. Một mùa Battle Pass đấy là ít nhất. Suốt cái meta mết, meta đỏ. Sau đó là hết cái meta mết thì đến là Assassin. Rồi thì Clyde, rồi thì Exorcist. Sau đó thì Exorcist trồi lên thì là lại đến cái bọn Insectoid là counter Exorcist thì nó cũng trồi lên theo. Đấy, nên là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà nhà phát hành ấy họ bắp lại để cho cái bộ Hunter nó còn có người chơi. Đó là cái quy luật của trò chơi này thôi. Đấy là cái bộ nào mà nó chìm sâu quá thì họ lại bắp lên. Và những cái bộ nào mà nó là meta mà nó bá quá thì họ sẽ dìm xuống. Đó. Cái nguyên lý cân bằng của bọn này là như thế, nhưng mà nó làm hơi quá anh em ạ. Tức là cái bộ nào ấy mà nó bá ở trong cái giai đoạn hiện tại ấy là sắp tới là nó xuống hố ở đây anh em. Đấy, có nghĩa là như này nhá. Sắp tới là cái bộ cá là xuống hố. Đấy, xuống hố là coi như là xuống luôn ấy, là không ai chơi nữa ấy, anh em ạ. Đấy, sau khi bán hết cái skin cá nhá anh em nhá. Hiện tại là chuẩn bị là chuyển sang là bán skin Hunter rồi. Nên là anh em cứ yên tâm là bộ cá nó sẽ chỉ bán đến cái lúc đấy thôi. Anh em cứ đợi đi. Thời gian sẽ có câu trả lời sau khi mà cái bộ Hunter có nhiều người chơi. Đấy. Bán cái skin của con Wing Ranger rất đẹp đấy nhá. Con Wing Ranger được bán cái skin rất đẹp luôn. Đấy, mà để thúc đẩy cái việc bán hàng cái skin của con Wing Ranger ấy, nó đẹp thì nó là một chuyện, nhưng mà nó phải ở trong cái bộ mạnh nữa anh em ạ. Chính vì thế là nó sẽ bắp cái bộ mà có cái con Wing Ranger nó ở trong. Đó chính là cái bộ 9 Hunter hoặc là cái bộ Hunter thôi, 6 Hunter thôi thì cũng là ở trong rồi. Đấy, Feather thì không biết có bắp lại không. Nhưng mà khả năng Feather bắp thì nó cũng là hợp lý, bởi vì Feather dạo gần đây thì cũng chả ai chơi. Nên là tôi nghĩ là cái việc mà bắp Feather thì nó cũng hợp lý thôi. Ví dụ như là giảm cooldown của cái bóng hiện ra chẳng hạn.
hợp lý. Đấy, giảm cooldown của bóng hiện ra này, hay là tăng thời gian mà bóng xuất hiện trước khi bị mất, biến mất. Đấy, cũng được. Hoặc là có thể là giảm sát thương từ cái bóng. Cái bóng bây giờ nhận 200% sát thương thì chỉ nhận 150 thôi. Thì tự nhiên là cái bộ 9 feather nó mạnh luôn. Đấy, 9 feather thực ra từ trước đến nay tôi thấy nó toàn bị giảm thôi, chứ nó cũng chả tăng được phát nào. Lâu lắm rồi chưa thấy tăng. Tôi toàn thấy là có cái bộ là bộ beat là tăng rất nhiều, chưa thấy giảm. Có một thời gian là bắp beat liên tục, bây giờ vẫn thấy bắp, chưa thấy giảm đâu, cái bộ beat ấy. Nên là tôi thấy meta nào chơi beat cũng ngon. Đấy, còn bộ Hunter thì lúc lên lúc xuống, bộ Aegir Seed thì cũng bắp mấy phát liên tục rồi. Đấy, bộ Insect thì cũng bắp mấy phát liên tục rồi. Còn cái bộ mà thê thảm nhất thì tôi nghĩ là nó chính là cái bộ Shaman. Một thời gian là mưa làm gió xong là bây giờ Shaman rất ít người chơi luôn. Trái chơi. Nó coi như là nó lép liên tục luôn anh em ạ. Dã vào đầu Shaman. Nên là bây giờ cũng chả ai chơi Shaman nữa. Chính vì thế là những cái bộ như là Aegir Seed là mới trồi lên anh em. Chứ còn Shaman mà khỏe thì Aegir Seed thằng nào dám chơi. Chả nào dám chơi. Rồi, 6 Hunter đã anh em ạ. Có 6 Hunter là gọi là tạm ổn. Đồ thì cũng không ngon lắm đâu, nhưng mà tôi được cái là tôi hay quả chốt hết đồ nên là nó vẫn gọi là mạnh. Đấy, nhưng mà phải hết sức cẩn thận, có một cái thằng nó đang eco ở chuỗi cộng 7 nhá. Cái thằng đấy là nó được eco nên là cái số lượng tiền của nó sẽ còn hơn cả top 1 cơ, ở vị trí top 1. Top 1 nhiều khi là đánh chuỗi thắng cũng chưa chắc đã là bằng tiền cái người eco trắng đâu anh em, bởi vì là thường là nếu mà đánh chuỗi thắng ấy là phải ôm nhiều bài. Mà ôm nhiều bài thì nó sẽ thọt tiền. Đấy, bởi vì phải ôm bài mà. Thế nên là tiền nó sẽ ít hơn so với cả cái người mà đang eco đánh chuỗi thua. Trận này con thỏ tôi ra sớm rất là ok. Đấy, Hunter mà chỉ cần một cái con 2 sao thôi nhá, con nào cũng được anh em ạ, nó rất khỏe. 2 sao mà làm co trong bộ Hunter đầu game thì anh em cứ yên tâm. Đấy, tôi gặp thằng này cũng chơi Hunter này, nhưng mà thằng này nó tách đội hình ra. Chơi Hunter mà tách đội hình ra yếu lắm anh em ạ. Phải xếp tụm vào. Xếp tụm là một thứ hai là gì? Là phải là giai đoạn đầu game ấy thì anh em sẽ phải up lên level 7 anh em chơi Hunter. Chơi ở 6 thì nó khỏe thì nó khỏe về cái lượng đam thôi. Nhưng mà cái tăng cơ ấy, thì không có. Anh em up lên 7 anh em kẹp thêm đỏ vào thì nó mới khỏe được. Chỉ có Hunter kẹp đỏ nó chân ái ở level 7 thôi anh em ạ. Đánh đầu game sống chết cũng phải lên 7 kẹp 6 Hunter kết hợp với cả 2 đỏ. Đấy, còn nếu mà để level 6 ấy thì trong cái trường hợp là như thế nào thì để được level 6 mà không phải lên 7 để giữ tiền. Đấy là trong trường hợp cái con Skull Hunter của anh em và con rồng của anh em lên được 2 sao. Thì lúc đấy thì anh em không cần lên 7. Đấy, đánh ở level 6 đó được rồi. Có con rồng để ở phía trên tăng cơ thì cái con đấy nó chấp hết anh em ạ. Con rồng nó có khả năng là cái lượng máu của nó lên đến là 3000 máu ở giai đoạn đầu game. Đấy, thì anh em thoải mái luôn. Nếu mà anh em có con rồng 2 sao. Còn không là anh em sẽ phải bắt buộc là anh em sẽ phải up 7, anh em cặp đỏ. Vãi cứt cả đồ lại phải random anh em ạ. Dạo này tôi cứ bị phụ thuộc vào cái random này. Anh em nhìn thấy không? Ghép được cái hút máu chư giáp ghép luôn không nhỉ? Hơi đen chưa ra con rái cá. Chính ra là bây giờ ra con rái cá ấy, là tôi là có cái hệ beat nữa thì nó còn khỏe nữa. Rồi, chơi Hunter tôi cứ lên 9 nha anh em nhá. Thậm chí là tôi dí lên 10 luôn ấy. Bây giờ lên 9 lên 10 kiếm cái con Medusa thôi anh em ạ. Kiếm Siren. Chứ còn không đánh ở cái level 8 run cung đen lên 3 sao làm cái gì cả. Bây giờ cứ dí một phát lên 9 lên 10. Lên 10 cũng được mà. Lên 10 thì Medusa càng dễ ra. Ôi, 9 assassin luôn hả? Dã man. May quá anh em ạ. Thằng này nó vẫn đang eco. Thằng này chưa lấy đồ.
hên. Được đấy. Mày thế nhờ. May là nó chưa chốt đồ. Chốt đồ là chắc chắn thua. Đấy, cái bộ 9 assassin form sớm ở level 16 ra là Grim sớm. Mà cái thằng đấy mà nó cắt được chuôi tôi thì đúng họa luôn. Bởi vì cái thằng đấy nó đang có cái lượng tiền rất lớn đấy nhá. Để roll đấy. Có lượng tiền rất lớn luôn. Tôi còn thọt tiền hơn nó. Bây giờ mà nó vừa có cái chuỗi thua, nó vừa cắt chuỗi được của chuỗi thắng thì thôi. Xác định luôn. Bây giờ còn một cái thằng đang có chuỗi đấy, chính là cái thằng Paku kia. Hy vọng là nó sẽ không bị mất chuỗi cho cái thằng Assassin, mà nó sẽ mất chuỗi cho tôi. Có bao giờ như thế không nhỉ? Tôi bây giờ đang có một cái đội hình rất mạnh ở đây. Tăng cơ phía trên nó là đầy đủ rồi. Đầy đủ tăng cơ phía trên. Phía dưới thì nói chung là đam cũng có. Thỏ 2 sao là gánh được. Đấy, cái thằng cá kia bắt đầu nó comeback rồi kìa, anh em thấy không? Đủ 9 assassin là nó bắt đầu nó khỏe rồi. Bây giờ nha, cái thằng assassin ấy nó chỉ cần chốt đồ cho ốc thôi. Là tôi nghĩ là nó bắt đầu nó đánh chuỗi thắng luôn ấy anh em ạ. Tôi vẫn chưa gặp cái thằng có chuỗi kia, nhưng mà cái đội hình này chưa ăn ở đâu anh em ạ. Chắc phải roll đâu. Lên này sao? Ui. Chưa được. Vẫn phải roll. Cứng thêm một chút nữa. Một phát nữa thôi. Ok. Ui rồi ơi. Được quá nhờ. Rồi. Hai cá vào đã. Hai cá này nó không đơn giản. Nó là chỉ là hai con 2 sao đâu nhá anh em nhá. Mà nó còn giảm 30% sát thương đấy anh em ạ. 30% sát thương nó là nhiều lắm đấy. Rồi. Ok. Nào sau cẩn thận phát lên 9 luôn không nhỉ? Lên 9 thì kẹp cái gì vào? Thêm được con này à? Thêm được con ảo ảnh vào à? Ảo ảnh 2 sao. Đấy nó gọi là cẩn thận. Nhưng mà tôi nghĩ là cái tầm này kẹp 2 cá vào đủ ăn rồi. Anh em ạ. Kẹp 2 cá vào đủ ăn rồi, không cần lên 9 đâu. Để dành đi, để dành tiền đi. Sau round 21 lên 9 cũng được. Tầm này nói chung là tôi ở đây là tôi có 4 con 2 sao đúng không? Và đang ở trong bộ Hunter. Kẹp thêm với cả ở đây nó là cá nữa, giảm 30% sát thương đến từ những cái sát thương kỹ năng thì tôi nghĩ là ổn. Rồi. Tiết kiệm một chút anh em. Đánh cẩn thận quá nó cũng không cần thiết. Đấy, tầm này đã đánh được cái thằng này rồi. Đấy, giảm sát thương, giảm 30% sát thương cơ mà. Mới đánh thoải mái luôn. Bắn thoải mái luôn. Khỏe luôn anh em ạ, đẩy nó còn nhiều ấy chứ. Cái hay nhất là biết là dừng lại đúng lúc. Đấy. Gấu này tuyệt vời nhưng mà chưa có giải cá nhỉ. Rồi tôi sẽ up dần lên level 9 thôi. À không, không up dần mà round sau tôi lên 9 luôn. Ui chuyện này có thằng đánh mết à. Vãi đái thật. Meta này mà cũng có thằng chọn mết đá. Càng phết nhỉ. Lòi đâu ra cái thằng mết. Thôi nếu mà mết ấy thì tôi sẽ chơi cá luôn. 6 assassin 6 cá luôn nha anh em nhé. Không phải nói nhiều đâu. Tự nhiên lại ra cái thằng mết thì nó lại hợp lý quá. Nếu mà chúng ta chơi 6 cá mết sang thì chắc chắn là bắn nhau như là lòi tòi phòi luôn. Meta này mà chơi mết ạ. Liều thật. Búa xét đây rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời. Ra con giải cá luôn mới gọi là hay chứ đấy. Rồi, dồn đồ cho cung đen đã. Lên 9 xong tôi kẹp beat vào anh em ạ. Mạnh rồi đấy. Chúng ta kẹp được thêm beat vào. Ổn rồi. Thực ra chỉ cần cung đen thôi. Bây giờ mất chuỗi thì cũng mặc kệ nó anh em. Mặc kệ lo. Mất chuỗi kệ nó. Bây giờ là gì? Là hướng đến là level 10. Thậm chí là bây giờ tôi còn chưa sang Medusa nào luôn.
chưa ra con xe lần nào luôn. Đấy mà thôi, tôi sẽ hướng đến là tích tiền lên 10 anh em nhé. Đánh là hướng đến cái top 1 chứ không phải là hướng đến cái việc giữ chuỗi. Cái bộ Hunter sớm muộn gì cũng sẽ mất chuỗi thôi anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi chỉ cần gặp cái thằng 9 Assassin ấy kẹp với con ốc đi à. Đấy, 9 Assassin fake là tôi chắc chắn là mất chuỗi, không nói nhiều. Ôi rồi, tôi không nhắc đến mới lên được con ốc 3 luôn ạ. Giời, thế thì còn nói làm cái gì thôi nhá, đừng có gặp thằng đấy. Xin đấy, cho gặp ở round 28 ấy. Xin gặp ở round 28, đừng có gặp người sớm nhá. Hay là có cái thằng nào sang cắt hộ tôi cái chuỗi gái. Chứ còn đừng có để cái thằng Assassin nó cắt chuỗi tôi. Ơ thằng này ăn được không? Thằng này có bom một ca lông rồi á. Ăn được không bạn ơi? Ăn đi, ăn luôn đi nhá. Được không? Ơ, không được ạ, à. được không? Giết được cung đen rồi. Hay quá. Rồi, thế là được rồi, ok. Ô, mình mất chuối mà sao mình vui thế nhỉ? Ô, thế sao mất chuối mà lại vui như thế à Tuấn ơi? Tại sao nhỉ? À, cũng có lý do anh em ơi, nhìn đi, anh em nhìn cái thằng cá đi. Nó chơi cộng 5 rồi kìa. Và nó chơi 9 Assassin đấy anh em. Đấy, 9 Assassin đấy, counter vào Hunter đấy anh em. Nên là tôi rất sợ thằng này cắt chuỗi của tôi. Nên là có một cái thằng cắt chuỗi sớm ấy thì nó cũng ok anh em nhá. Cái thằng Goblin thì tôi còn lo được, chứ còn cái thằng Assassin ấy thì nó khó hơn rất nhiều. Để mà counter được Assassin bằng cái bộ Hunter thế là thôi. Đấy, sổ hợp lý luôn anh em ơi. Trời ơi, hợp lý đến như thế nhờ. Hay quá bạn ơi. Sang không có cái gì đúng không? Wow, hợp lý đến như thế là cùng. Cái thằng Goblin nó cắt chuỗi trước một round anh em ạ. Trước khi là cái thằng Assassin nó sang nó đớp tôi. Quá tuyệt vời. Rồi, dồn đồ chơi Velom 2 sao đã này. 4 đô 2 sao anh em. Vẫn là chân ái. Rồi, lên 10 dần anh em ạ. 9 gì cái tầm này nữa anh em. Medusa đâu, còn chưa có. Bây giờ lên 10 kiếm hẳn Siling, Assassin các kiểu ấy sao. Đúng không? Thậm chí là Tsunami. Đấy, cần con Tsu ấy. Chuyện này hai thằng chơi Goblin luôn ạ. À, thằng này nhìn trông giống như là computer vậy. Có phải không? À không phải. Thằng này như là chuyển dần sang bộ Glacier thôi. Chưa biết được. Để xem đã. Sau round 25 rồi mới biết được xem là cái thằng đấy có phải là boss không. Giờ ở đây thì cũng có khá là nhiều boss đấy. Kiểu cái trận đấu bây giờ không hiểu sao nó ghép boss vào. Hoặc có thể thằng đấy không phải là boss mà thằng đấy nó là một cái thằng AFK. Ờ, chứ đánh những cái giai đoạn đấy rồi máu cũng khá nhiều. Boss thường nó chết sớm lắm anh em ạ. Thằng này chắc không phải boss đâu. Thằng này nó thậm chí nó còn biết mua bom, biết các thứ ở dưới thì không phải. Có thể là đang AFK, đang chơi dở xong rồi có cái việc gì đấy. Đi ra ngoài châm điều thuốc xong quên mất là đang chơi. Chả hạn như thế. Rồi, hút máu trừ giáp luôn. Quá tuyệt vời. Ba tia trước nha anh em nhá. Kira để sau đây. Ba tia trước. Ba tia dồn đồ cho con cung đen thôi anh em ạ. Rồi. Lên 10 nhá. Lên 10 đã. Lên 10 kẹp được cá vào. Kẹp được hai cá thì nó cũng sẽ giảm sát thương lên 30% đấy anh em ạ. 30% sát thương nó cũng là khá khá đấy. Tạm thời thế đã. Rồi, cái món đồ này thì chưa chốt được nha anh em nhá. Tình huống. Món đồ tình huống có thể tôi sẽ, nếu mất tương lai nhá, nếu mà chơi với Assassin late game ấy, thì tôi sẽ chốt cái giáp thép để tôi đánh với cả Assassin.
Mà khả năng là sẽ phải đánh với Assassin đây anh em ạ. Assassin rất khỏe luôn. Ôi kìa, sao thằng này vừa lấy Goblin ra bom ra ca lông rồi mà sao bây giờ lại thành là mết kẹp với cả đá này anh à. Rồi roll nào, roll rồi anh em. Cần cái form với đội hình mạnh một chút anh em ạ, đang yếu á, nó đang bị yếu. Thôi máy bay không cần đâu, máy bay thôi anh em ạ. Tôi có kích hoạt bằng Hunter rồi, không cần máy bay. Cần con Tesu ấy. Ủa Siren bây giờ mới ra. Ra con Siren là kích hoạt được 4 cá rồi anh em. 4 cá cái đã. Kết hợp 4 cá với 6 Hunter cái đã. Đấy. Hộ không à. Không có slot. Đen nhỉ, chưa ra con Tesu luôn. Cay thật. Bỏ Wing đi luôn nhá. Thôi bỏ đi, chả cần. Xả hết tiền rồi trả ra cái gì luôn anh em ạ. Medusa kiểu nó bây giờ nó khó ra hơn hay sao anh em ạ. Đấy, có 4 cá ở châu rồi. Từ khi mà con Siren nó mạnh lên ấy, tôi thấy roll cái con đấy nó cũng khó hơn. Khó hơn rất nhiều luôn á. Roll ở level 10 mà còn không ra được này anh em này. Đây, ui rồi, đập trứng luôn nhá anh em nhá. Chứ còn roll tiếp nó không ra đâu. Rồi, dồn đồ cho Siren rồi anh em. Rồi, ok. Thôi, thế là tạm ổn rồi. Tách đội hình ra chút anh em nhá. Không là gặp mấy cái thằng bắn trưởng thì nói chung là cũng khó chơi lắm. Gặp mấy thằng bắn trưởng cứ phải tách đội hình ra. Như này chỉ sợ Assassin thôi. Nhưng mà mặc kệ đó. Gặp Assassin thì mất một chút máu cũng được. Cái vấn đề là ăn được những cái thằng còn lại anh em ạ. Ví dụ cái thằng này là ăn được này. Ok. Tách đội hình ra chút. Đánh cho nó an toàn. Hay quá nhờ. Được đấy, ra được cái món đồ cam này. Có đang chết rơi cho tôi cái dao, cái đao nhưng mà chưa ghép được cái gì cả. Thôi đợi. Cộng thêm tí đam cũng được. Đó. Trong cái ra 30 thì tôi hy vọng nó sẽ ra tôi cái món đồ Kira. Đấy, còn nếu mà không có Kira thì tôi tạm thời có thể là tôi sẽ bỏ cái con Light Spirit vào. Cũng được anh em ạ. Bây giờ hy vọng nó ra là con Tesulami. Con Tesulami thì tôi sẽ bỏ cái con thỏ, xong rồi tôi bỏ luôn cái con Velomancer ra. Để tôi kết hợp combo với cả cái con Light Spirit. Ui, gặp thằng này thì lại đi rồi. Nói chung là với tầm này thì anh em nhìn xem. Cái bọn Assassin nó dù nó gặt vãi cứt luôn. Phải 6 cá mới ăn được anh em ạ. 6 cá thì ăn được. 6 cá anh em biết ăn được kiểu gì không? Chúng ta sẽ phải căn. Căn làm nào thật là khéo. Để cho khi mà cái bọn Assassin ấy, nó bay xuống, khi mà nó vừa chạm đến cái người của cái bọn Hunter ấy, cũng là lúc mà cái bộ 6 cá nó lổ. Anh em hiểu không? Lúc đấy thì cái bọn Assassin ấy, nó vừa kịp tiếp cận và áp sát vào Hunter thì nó lổ là chết. Đấy, 10 con lổ một lúc thì cái sức mạnh nó cực kỳ kinh khủng nhá anh em nhá. Không khác gì một cái cú tất sát của bọn Assassin đâu. Đấy, tôi nghĩ là chỉ có cái bộ 6 cá kẹp với cả 6 Hunter ấy, nó là cái bộ mà duy nhất mà ăn được cái bộ Assassin thôi. Chứ còn 9 Assassin mà nó đấm Hunter thì nó như con luôn. Tôi nghĩ đây là cái bộ Hunter duy nhất trong cái thời điểm hiện tại là ăn được. Với khả năng là giảm sát thương. Giảm sát thương kèm với đấy là cái gì? Là có khả năng lổ đam. Tất sát rất là khỏe. Hy vọng là sẽ có cái món đồ ngon nghẻ. Ui dồi ôi, không có Kira nhưng mà thôi được rồi. Thực ra là cái búa xét thì cũng được. Mà tôi cần cái con Kira hơn. Kira thì con này nó mới solo được anh em ạ. Con Medu nó có vai trò nó là clear nhanh nhưng mà nếu mà nói là tướng để mà solo 1v1 ấy thì nó vẫn cần cái món đồ Kira ở giai đoạn lên game. Cái đồ Kira nó như là cái chấn phái solo anh em ạ. Bộ nào đánh tay cũng phải có cái đấy. À quên, tôi
cho cái con này vào ấy nhở? Quên mất đấy. Bây giờ mới có là 4 cá thôi, chưa làm gì đã có 5 cá đâu. 5 cá thì mới kích hoạt được. Đấy, tôi lại bỏ con ốc vào, sai lầm. Phải như này thì mới có cái combo. Đấy, con Siren nó đóng đá thì cái combo nó cũng sẽ có khả năng là gây đam. Rồi. Bây giờ đã sợ cái thằng Assassin thôi, chứ còn mấy cái thằng còn lại thì không vô tư, không vấn đề gì. Thằng này nó còn chơi, nó gọi là Metalist kẹp với cả Exorcist chứ. Vãi cướp thật. Rồi, đi rồi. Nào, giáp ra bỏ. Đây rồi anh em ơi, ui rồi tôi đợi mãi anh em ạ. Rồi, thôi, luôn cắt chuỗi lần kia rồi anh em. Để nó muộn quá thua ấy. Cần kiếm một Tesu cắt chuỗi nó anh em nhá. Rao tiếp theo gặp nó. Ơ kìa, không ra luôn ạ. Tôi cần thì con Tesu. Đây rồi, tôi giáp thép rồi anh em. Ok. Có giáp thép có lên đứng tụp vào không nhỉ? Gặp Assassin đứng tụp vào có toang không? Sợ cái con thị vệ nó đẩy qua anh em ạ. Nhiều khi chỉ cần cái con thị vệ ấy, nó trượt qua người một cái là đội hình là chết luôn. Cắt chuỗi của nó không đây. Chúng ta có một cái round này thử nghiệm. Nếu mà không cắt chuỗi được chứng tỏ là chúng ta thua. Đấy. Chúng ta sẽ xếp đúc lại trong cái round sau. Thử nghiệm thua rồi anh em ạ. Bên kia chúng ta không thắng được. Có nghĩa là chúng ta nếu mà chúng ta tách đội hình này chắc chắn thua. Là chúng ta sẽ phải tụm lại anh em ạ. Nếu mà chúng ta không tụm lại ấy, thì chúng ta vẫn thua mà. Nên là chúng ta sẽ phải thử nghiệm một phát. Là chúng ta sẽ tụm lại trong round này anh em nhé. À không phải không phải không phải. Tụm lại thì sẽ bị cái con thị vệ nó đẩy qua. Và khi mà nó trượt qua là sẽ là toang đấy anh em. Chỉ cần con thị vệ nó lướt qua nhẹ một cái thôi nhá, là đội hình là tan rã luôn. Con ốc có tiếp cận vào hàng sau nó giết chết luôn anh em ạ. Tôi biết tại làm sao mà cái bộ của tôi nó lại thua rồi. Bởi vì vừa lấy những con tăng cơ tôi để phía trên anh em hiểu không? Bây giờ chỉ cần xếp tăng cơ xuống phía dưới vẫn tách đội hình ra anh em ạ. Lúc đấy thì mới có cửa ăn được. Thử ra. Ăn được không? Không được anh em ơi. Trời ơi trông nó bớ vào nhanh quá đi mất tôi. Tất nhiên là cái round này mất cũng được không? Được không? Được không? Ừ được lại. Một phát lửa. Ôi giời ơi. Còn đúng một phát nữa thôi, chỉ cần một hit nhẹ, chạm nhẹ cái thôi là con ốc một chết mất rồi. 60 máu anh em ạ, à. Trời ơi, tại sao? Cái nhờ cái quả vừa rồi hình như là cái con Velom tự nhiên nó lại nhảy lên trên, nó không tăng ở phía dưới. Nó lại thế chứ nhỉ. Suýt nữa thì cắt được chuỗi của nó anh em ạ, à. Nhưng mà nhìn như thế là có khả quan đấy, có khả năng cắt được chuỗi. Được. Rồi, round này gặp cái thằng mết thì chắc chắn là thằng mết đi rồi. Xong rồi chúng ta đến round 35 rồi, là round quái. Sau đó đến round tiếp theo là sẽ gặp cái thằng Assassin. Lúc đấy chúng ta sẽ có cái lượng máu là khoảng 43 máu. Hai round lọt vẫn vô tư. Chúng ta sẽ thử nghiệm các kiểu luôn. Trời ơi, cái bộ này bây giờ đâu có chơi được đâu. Kể cả ra Light Split, Dark Split 2 sao thì cũng xuống hố thôi anh em ơi. Meta này không phải meta mết. Mết mắc binh rồi mà bị đẩy. Anh em nhìn đẩy quả đẩy của tôi. Đúng là kiểu đi vào lòng đất luôn ấy. Chơi thì nói chung là chơi thì chơi cũng được. Nhưng mà đấy, xác định là top 3, top 4 thôi. Chứ còn để top 1, top 2 thì khó lắm. Rồi bây giờ như nào đây? Kiếm con Tesu. Vẫn chưa có con Tesu Lami để kích hoạt 6 cá anh em ạ. Khó nhỉ. Tsunami ở trận này nó cứ bị làm sao ấy, nó biết tôi chơi Hunter, nó lừa tôi luôn. Nó không ra luôn. Tôi lên 10 được rất sớm ấy nhá. Round 26 tôi đã lên 10 rồi mà. 26 lên 10 mà bây giờ đến 35 rồi vẫn chưa ra Tsunami nào. Trong khi đấy ra Ngộ Không, ra Lancer có kìa lên 2 sao hết rồi. Được rồi, đây là cái hút máu đó. À hay cái tù nhỉ, cái tù và hay cái hút máu. Cùng vào cuối thì cũng ngon. Cái đéo gì nhỉ?
ảo thật đấy. Roll mãi thì đéo ra. Nhưng mà vừa mới than một tí ra luôn. Dã man, tự già. Thôi rồi, chốt đồ nhá. Tù và hay là hút máu cuối đây. Tù và thì nó sẽ bảo vệ tất cả xung quanh. Nhưng mà hút máu cuối nó vẫn là chân ái anh em ạ. Thôi, tôi vẫn muốn lấy cái món đồ chân ái hơn. Rồi. Tsunami ra cái kết hợp với 6 cá hợp lý quá luôn anh em ơi. Nó cứ phải gọi là tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ xếp khéo nhá, bay xuống đây vừa áp sát cái rổ cá nó chết hết luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đùa. Ơ sao không thấy lỗ nhỉ? Ôi giời ơi, trời ơi, quên mất anh em ạ. Cái con ốc nó đang ở ngoài. Đã được 6 cá đéo đâu. Quên bố nó mất cái con ốc nó ở ngoài anh em ạ. Vãi đái. Đây, bây giờ nó mới là 6 cá. Trời ạ. Rồi, dạo này già lẫn cẫn quá đi mất rồi. Ok. Đấy, cái tầm này nha, bây giờ đứng đúng cái vị trí này nó bay xuống phát đúng 3 giây lổ thế là chết hết. Hợp lý luôn. Rồi. Nào lại, lại lần nữa đi. Lại một lần nữa đi bạn ơi. Anh em cùng đếm ngược với tôi nhá. 1 2 3 đổ đam. Ôi trời ơi, anh em cắt chuỗi luôn. Anh em thấy chưa? Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Assassin nó sợ 6 cá khi mà anh em xếp đúng cái vị trí như này. Đấy, vừa mới bay xuống đúng 3 giây nha anh em nhá. Chạm vào người một cái là lổ. Rồi thôi, xả hết tiền thôi anh em ơi. Ơ. Tôi còn chưa kịp nói gì, con này lên 3 sao rồi. Thôi xong rồi anh em ơi, vô địch rồi. Rồi, thôi hết tiền luôn. 23 máu à. Vớ vẩn 23 máu ra ngoài đẩy luôn đi chứ. Hunter thì nó sợ anh em ạ, chứ còn 6 cá thì nó không sợ đâu. Đếm nha, đếm ngược nha. Nào, 1 2 3 lỗ. Ui giời ơi anh em ơi, xong rồi. Chết luôn không? Còn 7 máu. Vậy là round 39 sẽ là cái round cuối cùng ở trong trận đấu này. Dã man. Cái cú lỗ nó thật sự là nó khủng khiếp đối với cả bọn Assassin. Assassin bay vào cũng tất sát thì tôi cũng tất sát anh em. Cả hai bên đều có tất sát của cái đội hình. Đấy, bên Assassin thì tất sát bằng đánh tay đúng không? Tôi tất sát bằng cá. Anh em nên nhớ là cái bộ cá này nó đứng tụm vào ấy, mà cái bọn Assassin nó áp sát vào đúng cái thời điểm ở cái dây thứ ba ấy. Lổ một phát là mỗi con là nó phải ăn sơ sơ, nó rơi vào đâu ấy tầm khoảng hơn 1000 đam anh em nhá. Đấy, hơn 1000 đam, khẳng định với anh em luôn. Đó, đúng 3 giây là bay màu hết. Xong rồi, ui giời ơi. Khỏe quá đi mất thôi. Hunter kết hợp với cả 6 cá chân ái luôn. Thậm chí tôi còn đánh giá nó còn khỏe hơn cái bộ 9 Hunter cơ. Anh em ạ, cái bộ này khỏe lắm. Nó công thủ toàn diện, chả sợ cái bộ nào lên game. Đánh siêu lên game cực kỳ khỏe luôn. Nói chung là cái thời điểm sắp tới ấy, là sẽ có rất nhiều cái bộ Hunter sẽ được ra đời đấy anh em ạ. Bởi vì làm sao, sắp tới nhà phát hành tôi nghĩ sẽ còn bắp Hunter tiếp cơ. Bao giờ bán được hết skin thì thôi. Nhá anh em nhá. Giờ anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, một trong những clip đầu tiên ở trên kênh đánh dấu cái sự trở lại của bộ 9 Hunter nha anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, anh em đến với cái line up mạnh nhất trong cái thời điểm hiện tại, 6 cá kẹp với cả 4 metalit anh em nhá. Hay lắm, anh em tin tôi, xem đi. Và cuối cùng, với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua hình thức donate cũng như là qua đăng ký hội viên ở trên kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!